Ok, xin mời Eric. Hello anh Bạc, được không? Anh em và mọi người, không biết anh Bạn có nghe mình nói rõ không vậy anh Bạc? Nghe 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 rõ bạn. Cảm ơn anh Bạn nha. Hồi nãy giờ cũng vào ngồi nghe anh phân tích những cái tờ báo ở Việt Nam á. Thì theo mình nghĩ vậy anh Bạn, giống như là bây giờ thời đại bây giờ 4.0 thời đại á, thì mình nghĩ là báo bây giờ là đa số là cuốn theo chiều gió đó. Họ theo một cái phong trào á, theo mình nghĩ vậy thôi, mà không biết là anh có đồng ý với quan điểm của mình không. Bạn cứ nói đi. Giống như bây giờ thông tin á, mà phải đi lấy này nọ đó, thì họ phải chia ra nhiều cái lĩnh vực, giống như nhiều nơi, nhiều nọ. Nhưng mà nhiều khi á, bây giờ cái sự mà dịch á, đi lại á, thì nó khó khăn. Rồi cái sự mà về mà tài chính á, thì nó vẫn còn thiếu. Cho nên bây giờ những cái tờ báo này, giống như báo này đăng cái kia, cái họ lấy cái tờ báo đó, cái họ sàng lại, họ chỉ sửa lại cái lời hay gì đó này nọ rồi vậy đó. Cũng như anh vừa rồi anh đưa về cái vấn đề mà VN Express, VN Vietnamnet á, hai cái tựa đề đó mình thấy là nó cũng hơi buồn cười à. Đó. Thì cho nên thì biết có một cái nữa là bây giờ những cái thông tin mà ngắn gọn ha, chuyện gì xảy ra là đa số là những người là YouTuber hay là những người dân họ đưa lên trên mạng này nọ rồi vậy đó, hay là họ gửi lên Facebook live này nọ rồi đó. Cho nên về cái vấn đề mà cạnh tranh mà về mà báo bây giờ thì theo mình nghĩ là giống như anh đưa ra ví dụ là ca sĩ Phi Nhung này nọ rồi vậy đó, thì cũng một cái phong trào để họ lấy cớ đó, để họ lấy cớ để họ đăng lên để cho cái tờ báo của họ có cái gì để nói, chứ còn mà không mà bây giờ mà không có cái gì á, thì nó cũng hơi kỳ đó. Còn mà nếu mà đụng chạm tới mấy cái lĩnh vực khác thì nhiều khi họ không có đủ tài liệu này nọ đó, họ đâu có dám đâu. Thì theo cá nhân mình là vậy đó, không biết anh nghĩ sao về cái vấn đề này. Mình nói với bạn thế này nè, giống như bạn nói về vấn đề bạn cho rằng là họ dịch bệnh đi lại khó khăn đúng không? Là một. Cái thứ hai bạn nói về vấn đề là vì thế này thế nọ, cái kinh tế nó hạn chế đúng không để họ không có tin được gì. Thì mình nói thế này, thứ nhất là đã là phóng viên báo chí thì trong mùa dịch nha, họ được phép lưu thông mọi nơi, tại vì nó mùa dịch họ chỉ thị 16, nhưng vẫn có những cá nhân, những tổ chức được phép với những cái giấy tờ nó quy định cụ thể cho họ lưu thông. Bởi vì họ là phóng viên mà. Họ là phóng viên thì họ đi làm tin thì ở đâu cũng đi được hết á. Chứ không riêng vì dịch. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, làm cái công tác báo chí á, là họ có quan hệ, có quen biết. Nếu đặt trường hợp họ không đi được nha, tức là mình nói nếu trường hợp họ không đi được, họ có thể alo để kiểm chứng. Đúng không? Thí dụ mình nói đi, cái câu chuyện phòng vé của các Long Hà Đinh, các Linh Hà Đông đi, đúng không? Nếu họ nghe cái tin như bạn nói thì họ nghe cái tin là bên này nói là vắng khách, thì bây giờ kể cả họ không đi ra được tới nơi cũng được, nhưng họ chỉ cần bốc điện thoại lên, chúng tôi là tòa soạn báo A bờ cờ gì đó, có nghe một thông tin về phòng vé và vân vân, đề nghị cơ quan ba phòng vé gì đó có thể cô xác nhận cái điều này hay không, đúng không? Đâu gì đâu khó khăn. Đúng chưa? Còn cái thứ nữa bạn nói về vấn đề mà hạn chế kinh tế, thì ở đây thì mình chỉ nói thế này. Khi đã vào mình thì không rành kinh doanh, nhưng mà mình chỉ biết như thế này thôi, đơn thuần. Như chúng ta ra làm ăn buôn bán gì cũng vậy, thì chắc chắn chúng ta phải dự trù tới cái chuyện rủi ro về kinh tế. Có nghĩa rằng có bữa lời, có bữa lỗ. Và chúng ta phải luôn luôn có một cái quỹ dự phòng. Đúng chưa? Để trường hợp nào nó khó khăn, nó không có gì đó, chúng ta lấy ra đắp. Và kể cả không có đi chăng nữa, do tình hình A bà cờ đó, làm ăn thua lỗ thì cũng phải làm. Bạn công nhận không? Đúng không? Là cũng phải làm. Đúng. Đó. Còn cái câu chuyện thì như bạn nói rõ ràng, đưa hình ảnh câu chuyện cảm thấy là ca sĩ này hot, cái nghệ sĩ kia hot để đưa tin lên để kiếm view. Thì nếu mà họ đã quyết định theo tiêu chí đó thì tốt nhất họ đừng đứng trên danh nghĩa là báo chí chính thống. Đúng mà. Tức là bạn
họ có thể xin phép lập ra một cái trang tin riêng gì đó, nó chuyên đưa về gọi là cái trang tin thôi, bạn hình dung không? Chỉ là cái trang tin thôi thì nó khác, bởi vì trang tin á thì có thể là tin đúng, tin sai, tin gì đó, tin chưa kiểm chứng thì có thể thì họ lập cái trang tin. Còn đằng này họ đứng trên danh nghĩa là báo này báo nọ rồi, có nghĩa rằng là những báo chính thống của được nhà nước công nhận, được luật báo chí thông qua rất là rõ ràng, thì anh phải tuân thủ theo tiêu chí của luật đó, đưa tin nội dung nó như thế nào. Và cho nên cái câu chuyện đó là họ rất là khó biện hộ, họ khó rất biện hộ về cái chuyện mà do thế này do thế nọ mà chúng tôi đưa tin nó thiếu sót hay đưa tin sai thì họ khó biện hộ lắm. Đúng không, bạn nghĩ xem. Anh xin mời bạn. Đúng. Thì cho nên nó thì theo mình nghĩ thì tương lai chắc là những cái tờ báo đó nó không có còn tồn tại nhiều. Lần lần thì một số báo sẽ sập tiệm, mà không biết anh nghĩ sao, chứ đối với mình là vậy, là tại vì thời buổi bây giờ thông tin công nghệ bây giờ đó, thị trường là những cái tờ báo nó mạnh đấy, giống như báo Nhân dân hay là báo Công an hay là báo Lao động hay gì đó. Chứ còn hồi xưa giống bây giờ cũng có nghe anh nói về cái vấn đề mà báo Thanh niên hay báo Tuổi trẻ hồi xưa đó, thì cái thời mà 2000 á, thì mình có theo dõi báo Thanh niên báo Tuổi trẻ rất là nhiều, nhưng mà thời gian gần đây á, thì mình cũng ít theo dõi đó. Giống như là hồi xưa mình nhớ cái thời mà gần thập niên 2000 á, không biết là cái không phải tờ báo mà cái đó gọi là mực tím đó, anh theo quan mực tím á, À, báo một cái gì tiếng. mà báo mực tím, thì cái thời đó thì anh em mình còn trẻ, thì những người mà Việt Báo một Nam mới tiếng qua là đó như họ hay là thời đó là như là đúng rồi, của gọi là cái gì thiếu niên tiền phong thì phải, cũng như là của đoàn luôn cái á, hình thời như là của bên 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 đoàn hay sao á. đó. Bực Thì cái tím mình thời nhớ trẻ mà, đó thời thì học mình sinh là nhớ, bực tím là đúng rồi, mấy cô nữ là đọc nhiều lắm, mấy cô nữ nào cũng là đúng cái cuốn đó, đúng như tập đúng sang chứ hả, tập sang hay báo ta, mình không mình quên rồi. Tập sang hay báo gì đó. đúng thì Còn cái chuyện đúng bạn nói thì còn có bị chuyện bạn đắn đo là bạn nói thôi thôi bạn cứ nói trước đi. Thì mình chỉ nhắc lại thì giống như cái là cái chuyện thời mình nói mà cái chuyện mình hiểu, ý mình nói thì từ giống cái như chuyện bạn đắn đo là những tờ báo nào đó mất mất uy tín đúng không, thì sau này sẽ không còn nữa, thì cái chuyện đó đúng mình cũng rồi. khó nói. Nhưng mà mình nói thế này là mà nếu nếu công tác chấn chỉnh, cụ thể từ cái chỉ đạo của công văn của Bộ Thông tin Truyền thông á, nếu họ cái công tác chấn chỉnh tốt, làm nó nghiêm túc, thì chắc chắn họ đi theo tiêu chí tốt thì về lâu về dài thì sẽ lấy lại được lòng tin của công chúng thôi. Còn tờ báo tồn tại hay không tồn tại thật sự là phải nhờ vào công chúng, phải nhờ vào khán giả đúng không? Thí dụ người xem Đúng. báo, người họ cảm thấy họ còn tin tưởng thì họ còn theo dõi tiếp, còn họ đã không còn nhìn tới nữa, giống như gọi tẩy chay á, thì tới đó thì lại là vấn đề nữa. Xin mời bạn. Mình không biết là anh em ở trong nước như thế nào, nhưng mà ở bên Mỹ á, thường thường tuổi trẻ là bây giờ là họ ít bao giờ mà đọc báo lắm anh, họ là toàn là đọc ở trên mạng không à. Ừ. Đó. Đúng rồi, trên mạng Cho nên là mình không biết công là nghệ trên mạng không à, 4.0. thì công nghệ đúng rồi, thì cái gì bây giờ cũng là mạng không à. Cho nên mà cái vấn đề mà tuổi trẻ bây giờ bên này thì so sánh đọc báo, họ ít bao giờ mà đọc báo lắm. Họ chỉ đọc cái gì mà thông tin nào mà có thể là quan trọng nó xảy ra. Giống như ví dụ thiên tai động đất hay là chiến tranh hay là cái gì đó, còn những cái lĩnh vực mà giống như về cái mặt xã hội này nọ cũng tùy theo người họ thích vào cái lĩnh vực nào nữa. Giống như có nhiều người họ thích về cái lĩnh vực thể Mời. thao, hay là nhiều người thích vào cái lĩnh vực giống như là ca sĩ ca hát hay này nọ, hay là những người mà thích vào cái vấn đề kinh tế hay là chính trị hay là khoa học hay này nọ rồi đó. Cũng tùy theo người, nhưng mà nói chung chung đó, thì người dân bên Mỹ đó, thì nếu mà nói về mà đọc báo á, mà mỗi tuần á, thì hay là mỗi ngày là chỉ có đa số là những người già, những người lớn tuổi đó. Cái thứ nhất là tại vì cái sự mà thông tin của họ về về mạng á, họ kém,
Mê con thứ hai nữa là lửa à? cái sự Cái công nghệ đúng không? Tiếp cận công nghệ họ kém. công nghệ đó, đúng rồi. Cái thứ hai nữa là tại vì hồi xưa giờ họ đã gắn bó là mấy cái tờ báo rồi, cho nên là sáng là họ phải cần đọc những cái tờ báo đó. Và có một cái nữa là những cái tờ báo đó khi mà mình đọc đó, nó diễn tả nó nhiều, nó sâu sắc hơn là ở trên mạng. Nó trên mạng là Ừ, họ chỉ nói đúng bao rồi. gồm tổng quát ở chung chung thôi, cho nên đó thì nó khác nhau, là nó khác nhau giữa cái hai cái lĩnh vực đó đó. Cho nên thì mình không biết là anh em ở trong nước như thế nào, tại mình không có biết cái vấn đề mà đọc báo. Thường thường mình về Việt Nam đó, mình thấy là người dân Việt Nam đó, ít có ai đọc báo lắm. Cái đó là cái nơi quê mình ở nha. Còn mà ở mà những cái đô thị thành phố Hồ Chí Minh hay là này nọ thì mình không có biết, cho nên mình chỉ thấy là người dân là đa số là họ chỉ coi đài truyền hình đó, và họ có thể là nghe cái lời mà truyền miệng đó anh đó. Biết cái dân trí của họ là họ không có chăm chú về đọc báo, họ chỉ lo đi làm cái này nọ, và họ biết được là họ chỉ xây dựng cái cuộc sống gia đình giống như đi làm để cơ hội hay này nọ hay là cái gì đó thôi. Cho nên cái vấn đề mà đọc báo ở ở quê mình đó thì ít người đọc đó. Nhưng mà tuổi trẻ thì bây giờ họ họ vào mạng là nhiều đó, họ mở mở mạng. Đúng rồi, Còn thế hệ ai cũng có trẻ điện thoại hết thế hệ rồi. già thì đúng rồi, đúng rồi đó. Cho nên thì nói chung thì báo nó thiệt, mình đã nói anh bạn với anh cũng tùy theo cái người mà tác chiến đó. Cái người đó họ trung thực hay là không, khi mà họ lấy cái sự mà tin tức về đó, rồi họ soàn lại, họ coi lại. Và lâu lâu mình cũng có nó kỳ dành anh bạn thôi, nhiều khi đó, mình đọc báo với VN Express hay là báo Thanh Niên, nhiều khi đó, cái chữ họ viết sai rõ ràng luôn á, mà mình không hiểu tại sao là những người đó họ cũng đăng lên nó kỳ thiệt. Cái thứ nhất khi mà đọc, anh đăng cái gì á, anh phải kiểm tra là cái chính tả nè, hay là cái chữ, hay là cái ngôn ngữ gì Đúng rồi. cho nó chuẩn không. Nhưng mà trong khi đó trời ơi, có mấy lần mình thấy là VN Express cứ là sai sai cái chữ này nọ, đến nỗi mình là người Việt kiều á mà tiếng Việt của mình không có rành, nhưng mà nhiều khi mình đọc á mình thấy là cái chữ này sai, mà tại sao họ để đăng lên này nọ. Rồi không những vậy, có nhiều con số nữa đó, rồi nhiều khi cái ngày tháng gì đó họ đánh sai tùm lum đó, nhưng mà vẫn để. Thì mình thấy nó hơi kém chất lượng về cái vấn đề mà để mà giữ gìn cái sự mà gọi là người mà hâm mộ, hay là người mà có thể là muốn theo dõi về cái sự mà tin tức đó. Không biết là anh nghĩ sao về vấn đề đó, là sao mình thấy nó hơi kỳ kỳ sao. Thì mình thế này nè bạn, tức là mình tức là hiện tại bây giờ phải công nhận sự thật là mới về vấn đề mà báo tờ với báo mạng đúng không, thì vấn đề là báo mạng nó đã chiếm ưu thế rồi, cái đó là khỏi không tranh cãi được nữa, bởi vì với cái thời đại 4.0 mà tiếp nhận tiếp cận cái công nghệ thông tin thì đâm ra đa phần là họ sử dụng điện thoại với máy tính, thì cái chuyện không nói. Mà còn như bạn nói á, mà nói về cái sai sót, cái lỗi chính tả đó, thì mình cũng thấy tức cười. Tức cười ở chỗ như thế này, vai trò của tổng biên tập đâu đúng không, cái đó cái nhất. Cái thứ Đúng, hai nữa, bạn đúng. bạn nhớ mọi người thấy không, ngày trước á báo tờ là gì, trước khi xuất bản xuất in gì đó thì họ phải xuống sắp chữ thế này thế nọ, họ lên bảng chữ và họ chạy ra họ in đúng không, thì hồi đó báo tờ báo chữ thì lại Đúng. không có sai. Mà trong khi bây giờ chúng ta có thể hiểu, thí dụ họ viết báo là đơn thuần họ viết trên trên máy tính đi, à trên máy tính thí dụ đưa viết là làm bài soạn chữ, thì tại sao lại sai sót, trong khi hồi xưa là làm hầu như là gần như là thủ công, bạn công nhận không, gần như là thủ công, khi ra Công một nhận, xuất bản một tờ công báo nhận. ra là gần như thủ công, ví dụ à bài viết gì đó đưa lên rồi xuống bảng in rồi xuống bảng kẽm rồi xuất chữ như thế nào đó, sắp chữ như thế nào đó rồi in ra. À, thì giờ bây giờ chúng ta đặt ngược lại, tức là cái vai trò của tổng biên tập hoặc là cái ban á, cái ban nào để kiểm duyệt để đưa ra những cái thông tin đó, cái vai trò của họ nằm ở đâu? À, không lẽ bây giờ thí dụ như Đúng. là tức là họ không lẽ họ phó mặc cho phóng viên muốn đăng cái gì đăng hay sao? Đúng không? Thí dụ trước khi họ lên bài đó họ có thông qua cái bên cái phần kiểm duyệt hay không?
Còn nếu mà bây giờ mà thí dụ, tại vì mình không nằm trong cái tờ sờ báo hiện tại thì mình cũng chẳng biết đúng không? Chúng ta mọi chuyện trên chia trao trao đổi chia sẻ trên vấn đề là cái suy luận và cái suy diễn thôi. Đó, như mình nói đi, họ nếu mà họ không có còn cái ban mà kiểm tra nữa, vậy thì cái vai trò của tổng biên tập với vai trò kia nó còn có giá trị gì hay không? Rõ ràng không ạ? À? Chúng ta thấy rất tức cười ở điểm Rõ này. ràng. Mọi người công nhận không? Thấy rất cười ở điểm này. À, chúng ta nhìn so sánh lại hai cái công nghệ và hai cái Cái thời tờ kỳ báo. thôi thì chúng ta sẽ thấy ngay. Đúng chưa? Trong khi hồi xưa là tính ra Đúng. họ mỗi lần ra tờ báo nó còn phức tạp hơn nhiều nữa, công đoạn nó tốn còn còn, còn kỳ công hơn nhiều so với bây giờ nữa. Bây giờ chỉ ngồi cùng lắm là ngồi trên máy tính là đưa lên phông hình thế này thế nọ và đánh chữ thôi. Đánh chữ hẳn trên máy tính thôi. Đúng không? Quá, rất là tuyệt vời. Đúng, Rồi xin mời bạn. cũng như ví dụ giờ mình nói ví dụ này, giống như anh đi làm đúng không, anh làm giống là sếp nói là anh làm cái này, mà cái này anh làm xong phải có cái người thứ hai kiểm tra lại, rồi cái người thứ hai kiểm tra lại xong rồi phải đưa người thứ ba nữa, ít nhất là ba người họ kiểm Đúng tra rồi, cái lại khâu phải cuối chính nữa. xác khâu cuối nữa, đúng rồi đó, thì cái đó bắt buộc thôi. Nhưng mà mình cũng hơi ngạc nhiên là những cái tờ báo, một số báo mình lâu lâu mình thấy nó đọc nó họ viết sai chính tả, không phải viết sai chính tả, đúng rồi, sai chính tả, sai chữ rồi sai này nọ, thấy nó sao nó ngộ ngộ sao đó nè. Có lẽ là Đúng những người đó họ có thể là họ tự tin về cấp dưới quá rồi họ cứ bỏ không có quan sát, cho nên chính vì cái điểm đó thì nó mới xảy ra. Nhưng mà thường thường anh cũng nói đúng, khi mà mình làm cái gì á, cái người chủ á, là cái người á, phải nói, hay là cái người mà biên tập soạn lên này nọ đó, những người đó là nhiệm vụ của họ đó phải là chính xác đó, rõ ràng trước khi phải đưa ra rồi. đó, chứ còn không mà đưa ra khơi khơi vậy nó không có còn cái giá trị của một cái tờ báo nữa, nó mất đi. Đúng rồi. Bởi Cuối vì cùng thì mình thấy bạn nè, bạn với mọi người thấy không? Không? Bạn với mọi người thấy thấy tức là bây giờ nếu mình so ra hai cái công nghệ làm báo hiện tại đó, cái công tác kiểm duyệt đó, phải không? Cái công tác gọi là kiểm duyệt thì theo mọi người thời điểm nào nó khó khăn hơn? Có phải là dĩ rõ nhiên thời ràng chúng xưa ta phải rồi anh. công nhận là cái công tác kiểm duyệt và cái thời báo in nó khó hơn không? Đúng không? Và nó tốn nhiều thời gian Chắc hơn chắn rồi anh, không? Rõ ràng không? chắc chắn rồi. Đó, thì bởi vậy chúng ta cũng phải đặt vấn đề về cái gọi là cái công tác kiểm duyệt. Đúng không em Việt? Đó. Trong khi bây giờ Đúng. thì rất là dễ, cùng lắm thí dụ phóng viên đi, họ soạn cái bài gì, họ chuyển cái tin tin nháp qua cho người kiểm duyệt xem, đúng không? Rồi thí dụ đồng ý với cái đó. Đó. Rất là tức cười. Xin mời bạn. Thì thôi, mình thì chỉ chia sẻ về cái khía cạnh về báo báo thôi, tại vì mình cũng không có hứng thú về những cái vụ báo nhiều, tại em biết không, tại vì báo nhiều khi nó có nhiều quá đi, nó có Nói nhiều chung quá, là cái thứ nhất chán nó quá đúng nhiều, không? Chán quá. chán nhiều quá, giống như báo mà giống như là nó nhiều báo quá, cho nên giống như ví dụ là bên này là cũng là một cái chủ đề nhưng mà có cả cả trăm cái tờ báo đó, đài này đài nọ đó, nó cũng nói chung chung vậy đó. Cho nên bây giờ nó biến những cái thông tin đó, nó không có quan trọng, nó không có cho một cái thu hút nào đó để là học gì hay là nhớ đời hay gì đó, cho nên có một số thông tin thì mình ít bao giờ mà đọc nữa. Mình chỉ đọc những cái gì mà nó liên quan đến là giống như tài liệu hay là cái gì đó mà cho mình học được cái sự mà đời sống vất vả sau sau á, thì những cái đó thì ấy, còn mấy cái chuyện mà giống như là tào lao giống như showbiz hay là những cái thông tin mà nó không có đáng, giống như sinh nhật hay là đi đám cưới hay là lấy vợ lấy chồng cái này nọ, đối với mình là mấy cái đó nó rất là buồn cười. Thôi Đây đôi đây đề là anh tháng công hả? nhận đúng không? Ờ thôi đôi đề tháng. Hay là nghệ sĩ hay là ca sĩ gì đó, cái tự nhiên là ở Việt Nam giàu có gì, cái qua Mỹ là bây giờ đó là
là này nọ rồi vậy, rồi sau này nhưng mà nói lại cái cuộc đời của họ giống như là cái chú gì mà Đưa tin rầm rầm à. đúng rồi, giống như là Quốc Bảo á đó. Đó hồi xưa Quốc Bảo á, ổng ở Việt Nam cũng làm À, nghề Bảo này Quốc, nọ rồi, nhưng Bảo mà Quốc. qua đây bây giờ Bảo Quốc đúng đúng rồi, bây giờ qua đây là cỡ nào cũng là lên mạng là làm chương trình này chương trình nọ trong lum lên, nhưng mà đâu có ai coi đâu đó. Chỉ có những người nào đam mê mới coi, hay là cái người ca sĩ mà Diệp Lan gì, cái chú mà Diệp Lan mà hát cải lương á, ổng cũng qua Mỹ À già cả này, rốt cuộc con đâu có ai mà ấy, chỉ có lâu lâu người nào mà thấy nghe ông bị bệnh hay gì đó thì mới đưa đăng tin này nọ thôi, còn không đâu có ai quan tâm gì những người đó làm gì nữa đâu, nó khổ là khổ vậy. Cho nên báo chí nhiều khi họ cũng lợi dụng cái sự mà cuộc đời của con người anh ơi, mình nghĩ chắc chắn là vậy rồi, chứ họ không có kiểu giống là giống như là kiểu giống như là có một cái gì đó mà tôn trọng vậy đó. Mình thấy là một số báo chí họ lợi dụng để họ đưa ra những cái thông tin để thu hút những người này nọ, thì theo mình nghĩ vậy, không biết có đúng không biết, thì theo cá nhân của mình thôi đó. Ok. Cho mình lên góp ý kiến về vấn đề nho nhỏ, cảm ơn bạn nha, phải trả mời lại cho anh bạn. Ok bạn. Rồi, cảm ơn bạn nha.